Chào các bạn, sao hôm nay gió dữ vậy ta? Lạnh, gió thổi lạnh. Trời thì nắng nhưng mà gió lắm. Bây giờ mình đi công chuyện chút rồi chắc về nhà ẩn trong nhà luôn quá. Lạnh gió. Xe cũng dơ. Xe dơ tính rửa thôi làm bí quá. Xe cứ đòi đi bảo trì hoài mà mình chưa có thời giờ làm nữa. Qua Tết đi. Lại một ngày trời nắng đẹp mà lại lạnh gió. Gió quá chừng à. Khi mà trời lạnh như vậy gió nó thổi nó còn thấy mình lạnh thêm. Nó gọi là chill factor. Ví dụ như bây giờ là 50 độ nhưng mà 50 độ F á, nhưng mà gió thổi nó làm cho lạnh như khoảng 40 độ. Giờ mình đi công chuyện vòng vòng ra chợ rồi mua đồ xong rồi chắc về nhà, trốn trong nhà luôn. Ba cha con coi xài internet quá, mình thì upload vlog. Bây giờ đến cuối tháng cái internet công ty nó nói là mình hết xài hết hạn rồi, hết cái một 1000 gigabyte của nó cho mình, giờ mình phải trả thêm 10 đồng khi xài 50 gigabyte nữa, cứ mỗi 50 gigabyte là nó trả thêm 10 đồng, nghĩa là không có, nghĩa là tới 200 đồng là maximum thôi, nó không chặn nữa. Công nhận. Rồi không thôi bây giờ thì nó rất là chậm luôn. Sáng giờ coi không có gì được hết. Coi YouTube đồ gì là không được luôn, chậm rì. Hồi trước thì nó đề là unlimited. Plan của mình là vậy, bây giờ nó tự nhiên nó cắt ngang cái đó, nó chặt tới tính tiền tiền. Trời ơi, gió thổi mấy cái rác tùm lum hết, bữa nay đổ rác nè. Mấy ngày lễ nhà nào cũng rác, quá trời rác. Thùng nào cũng gọi là tràn hết. Tiệc tùng rồi cái ba cái dĩa giấy rồi đó. Mẹ này mình đang điện quên nữa, chạy nữa. Ui giời ơi. Cái gì vậy ta? Mình đang xài cái wireless earphone này để mình nói, mà nhiều khi thấu nó mới rõ. Khi mình chạy trong xe nó cái tiếng xe nó ồn, cái mình phải dùng cái editor mình bỏ bớt cái background noise, cái tiếng nó nghe kỳ cục lắm, âm thanh thâu không tốt, không biết sao nữa. Kệ, miễn là nói mà nghe được là được rồi, ok ha. Bữa nay 28 29 tây ta. Quên mất ngày vô luôn. 28. Còn 3 ngày nữa mới hết cái tháng này, coi như qua năm mới. Đánh nó đi thôi. Chắc không có làm gì, mình cũng có một đống video cũ mình lục, cũng có chia sẻ cho các bạn tiếp coi tiếp nha. Lúc mấy đứa còn nhỏ kỷ niệm nhiều. Mình có một mớ tape khác nữa nhưng mà nó cái máy rơi thâu đâu mất tiêu rồi, cái gọi là mini DVD đó, không phải mini DVD mà mini VD nhỏ xíu à, tape nó có như đây à, mình phải chuyển nó
qua bên cái gọi là MP4 hay gì á, mình mới xài được trong computer. Mấy cái thép đó thôi như trên 20 năm là bắt đầu nó bị xóa, nó tự động nó xóa, nó mất hết rồi. Tại nó bằng magnetic, là bằng cái sức hút á. Thì sau bao nhiêu năm nó sẽ mất đi, nó tàn đi. Coi như không còn nữa mà mình phải không phải lo sang lại không thôi, để mất hết rồi. Đổi sang cái digital form này mình bỏ trong computer là nó không bao giờ hư. Trên trước có cái gì sửa đường đó. Ok. Thôi mình công chuyện xong rồi về nhà lục video cũ ra edit vô cho các bạn chia sẻ các bạn coi nha. Tại bữa nay cũng không có làm gì hết. Bye bye. Ra ngoài hít thở không khí sạch chút xíu. Trong nhà nấu nướng quá đó. Mình mới vừa nấu cho nó hamburger con. Rồi tại nhà mùa đông lạnh đóng cửa kín mít hết à. Rồi mùi nấu canh rồi khó chịu, nên phải dù ở ngoài rất là lạnh luôn mình cũng phải đi bộ chút xíu ra ngoài, ngồi công viên nhà ngồi công viên nhà một chút, hít thở không khí khoảng 5-10 phút cho nó sảng khoái rồi vô lại. Nay sao gió quá trời luôn không biết nữa. Cái cây này sắp cũng rụng lá hết rồi. Công viên nhà đây có cây thông, có cái hai cái ghế, một cái bàn. Wow, lâu dữ mới thấy mấy con gà lôi xuống đây à nha. Bữa nay nó đi tới đây một bầy luôn. Nhớ tụi nó cả tháng trời. Không hiểu sao mà cả tháng trời nó không đến, bây giờ nó đến đó. Bậy luôn à. Trên 10 con luôn, chắc khoảng 20 con á. Ngoài cái động. Lụm gì nó ăn. Nó chạy vậy. Ra phá quấy nó, bây giờ nó chạy về. Đâu có cái gì đâu mà nó ăn ta. Cốc lượm lên. Qua tới mùa xuân người sẽ thấy có mấy con máy nó dẫn mấy con gà con luôn. Để ở đâu không biết. Mình muốn lượm được cái trứng của nó có bao giờ là lên gì. Tại nó không ở đây nữa. Ở đâu trên núi á. Ok, lâu quá không gặp nó, quay được chút đỉnh. Daddy has to sit down. And I'm looking. Daddy has
của bạn. No, 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 no. You recording? Oh yeah. You're boring, Tristan. You just look at yourself. Say something, Tristan. Oh, I'm coughing now. Yeah. What's today, Elizabeth? I forgot. Today's Chinese New Year. What do you get today? Money? Die. Oh, yeah. I got a lot of money. I died. You only got four? You're counting? I died. Maybe I got five. No, but then you... Oh, then Ruby's got money. That's my money. Oh, it smells bad. Ruby got three fishes. You think I'm going to win? Wow. Only two quarters? Okay. I got three fish. What's my story? At home. It smells bad. No, it smells like smoke. No, that's good. To me! Oh, I got another plan, Lily. No, no. I see it, you know. Hey. Okay. Okay. Over there. Okay, yeah, okay. This way. Go bên nội, bên nội. Qua nội kìa. Qua nội đi, ra đi chơi coi. Hey. Guys. 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 Hey. Come on. Here. Listen, run over there. Run over there. Back. Okay. I don't think so. Mario. Hey. Oh my gosh. I want to see. I don't really don't. Let me see. Hey. Over here. I got it. Tự nhiên đòi đánh con. Wait, what's Tristan? Right there. That's so cute. I know. Look at the picture. Die, die, die. Look. Die, die, die. What? Not bringing dreams much. Happy Chinese New Year. Happy New Year. $350. Boo. Boo, boo, boo. Boo, boo. I'm not. Happy New Year. Why you so handsome? Nó hỏi ra đi mày handsome hồi nào? Ở bên nhà cô Dung á. Bữa chắc ông đi interview về bộ đội á. Why you so handsome? Nó có hỏi hoài à, cái đó đi nó mà không hoài.
Holy smoke, look at all the ice. This is my front yard. Oh, look at my backyard. It's all snow. Oh, you. Tristan, what are you doing? What do you have on your hand? Hey, little angel. Say hi to Daddy. Daddy, Daddy. Did you have a good birthday yesterday? Okay. Say bye. I'll go talk to Tristan. Daddy, wait. Wait, Daddy. Okay. Wait, Daddy. Daddy. Yes. Hi. Daddy, you need a chair to sit. Okay, Daddy, got to go now. See, bye. Daddy, you need a chair for a minute? No, I'm done. I gotta go. Thinks he's getting a tip, forget it. Say something, Tristan. Turn around, Daddy. 5 minutes left. You, Daddy. I love you too. Show me your loose tooth. That's a new one. It's all crooked. Okay, not too close. Daddy! No, Daddy! I'm a black now! You're turning it! What for? What's that on your head? The feet. The feet? Get it off your head. We won't anything, Davis. Won't stop until I give him what he wants. What does he want? Maybe I can help. Hey, turn around. Do your own good. The less you know, the better. Ouch.
Being a ginger destiny means you don't have to face things alone. My bad. What are you running away from? Okay. 8 years ago, a Digimon came out of my computer. I'm hatching a twin Digimon, Caramon and Pokemon. I finally had someone to play with. My very own pets. And they talked too. It was the best. Andrew, you in the finalist of the American Idol? I was, but I lost. I sang, oh say can you see? We light a candle. We light. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elizabeth. Happy birthday to you. Come on, baby. Oh, it again for Tristan Blow. Sticky. Push it down. I know, it's like... So sticky. Who's birthday? Four. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Cut the rest. Somebody cut the cake. I'm taking the picture. She got all the first one. I really don't know why.
em có thói điểm tay em chịu chị có gì đổ thừa hơn nha. Cái mốt mình lâu giờ đứng gần không sao mà đứng sao không có cái gì cái này cái dao này nó yếu quá. Cái dao nằm nó bật luôn chứ không tưởng của cô lại không phải đẹp lại sắp đây là mở đầu nữa nha bỏ cái tờ nữa đi nha.